Ngày 14 tháng 9, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo sơ bộ liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn tông chết người rồi bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9 tại đường Cán Cờ, phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Hát sinh năm 1981, trú tại xã Hoàng Đồng, huyện Hoàng Hóa điều khiển xe đạp điện đi trên đường Cán Cờ hướng Hoàng Hóa đi thành phố Thanh Hóa. Khi đến trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn, bà Hát bất ngờ bị xe ô tô mang biển kiểm soát 36A75926 do tài xế Lê Văn Thọ, sinh năm 1995, trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa điều khiển, đi cùng chiều tông trúng từ phía sau. Hậu quả khiến bà Hát tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Thọ tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Đoạn clip được người dân ghi lại cho thấy thời điểm Lê Văn Thọ điều khiển ô tô bỏ chạy, chiếc xe đạp điện của bà Hát vẫn mắc trước đầu xe ô tô và bị đẩy đi hàng km. Khi bỏ chạy tới khu công nghiệp Tây Bắc Ga, cách hiện trường khoảng 5 km, xe ô tô do Lê Văn Thọ điều khiển đã bị người dân bắt giữ và trình báo cơ quan công an. Kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thanh Hóa xác định tài xế Thọ có kết quả nồng độ cồn là 1,089mg trên lít khí thở. Theo công an thành phố Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu do tài xế Thọ không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện ô tô. Một số nguồn tin cho biết, tài xế Lê Văn Thọ hiện đang là viên chức của một đơn vị hành chính cấp sở tại Thanh Hóa. Hiện công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.